Tảo xoắn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Vì vậy, việc bảo toàn dưỡng chất thông qua quá trình sấy than hoa là vô cùng quan trọng. Hiện nay, tảo xoắn sấy than hoa là sản phẩm rất được ưa chuộng trên thị trường. Tảo xoắn sẽ giữ được màu xanh nguyên bản, bảo toàn giá trị dinh dưỡng. Tái sấy tảo xoắn mật ong trên máy sấy than hoa của Vina Organic. Hôm nay, hãy cùng Vina Organic trải nghiệm sấy tảo xoắn mật ong trên máy sấy than hoa 5kg nhé. Đầu tiên, nguyên liệu tảo xoắn và mật ong được xử lý và phối trộn theo tỷ lệ thích hợp để làm tăng mùi vị, cấu trúc, dinh dưỡng cho sản phẩm. Tiếp theo, dịch tảo sẽ được rót vào khuôn với định mức phù hợp. Nguyên liệu tảo xoắn mật ong sẽ được kiểm tra để có thông số phù hợp trước khi đưa vào sấy. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, tảo xoắn mật ong sẽ được đưa vào máy sấy than hoa cho công đoạn sấy. Máy có bảng điều khiển trực quan và dễ sử dụng. Chuyên viên RD sẽ cài đặt thời gian và nhiệt độ sấy phù hợp, giúp sản phẩm có cấu trúc và hương vị tốt nhất. Kết thúc quá trình sấy, thành phẩm tảo xoắn mật ong sấy đạt chất lượng yêu cầu. Với công nghệ này, sản phẩm sau khi sấy vẫn giữ được nguyên vẹn các giá trị dinh dưỡng, cảm quan và hương vị ban đầu của nguyên liệu. Bên cạnh tảo xoắn sấy than hoa, máy còn sấy các loại sản phẩm thông dụng khác như mía, sầu riêng, sữa chua. Rất đa năng đúng không nào? Nếu các bạn quan tâm đến máy sấy tảo xoắn mật ong của chúng tôi, hãy liên hệ ngay số hotline được hiển thị trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!